McDonald's đưa ra các món ăn lành mạnh hơn. Giám đốc điều hành của McDonald's, ông Don Thompson, đã tươi cười khi ông được cựu tổng thống Bill Clinton ca ngợi sau khi công ty thức ăn nhanh đã đồng ý quảng cáo các lựa chọn thực phẩm lành mạnh cho trẻ em. Cựu tổng thống Clinton nói rằng đây là lần đầu tiên mà một thương hiệu thực phẩm lớn tại Hoa Kỳ đã cam kết thay đổi quảng cáo hướng đến trẻ em. McDonald's cũng sẽ có thêm các lựa chọn như salad và trái cây trong menu của mình. Nhưng các món salad và trái cây tại các nhà hàng thức ăn nhanh có bao giờ thực sự nhận được sự yêu thích như khoai tây chiên hay không? Một số các chuyên gia tư vấn trong ngành công nghiệp thực phẩm cho rằng, vào những dịp mà người ta đi đến một nhà hàng thức ăn nhanh thì sức khỏe không phải là quan tâm hàng đầu. Nhiều người nghĩ rằng McDonald's làm điều này để tạo một hình ảnh là một công ty có trách nhiệm với xã hội, xóa bớt hình ảnh là nhà hàng chỉ phục vụ những món ăn không lành mạnh. Đây là một quyết định khôn ngoan trong một môi trường phục vụ thực phẩm có nhiều thách thức hiện nay. Đầu tuần trước, đối thủ Burger King đã ra mắt Satisfries là khoai tây chiên với ít hơn 40% chất béo. McDonald's đã từ chối cho biết liệu thương hiệu này cũng sẽ cung cấp khoai tây chiên ít mỡ hay không.